Mỗi ngày thế giới gửi đi bao nhiêu email? Khoảng 330 tỷ email, bạn không nghe nhầm đâu. Tính ra mỗi giây có vài triệu email được gửi đi. Phần lớn không phải là thư cá nhân mà là email công việc, xác nhận tài khoản, ngân hàng và hệ thống. Email thực chất là hạ tầng vận hành Internet chứ không phải chỉ để gửi thư. Và bạn có biết được rằng quảng cáo, lừa đảo tràn ngập nhưng email vẫn không chết, bởi vì hơn một nửa số email trên thế giới hiện nay là email rác. Dù ghét email rác, con người không thể bỏ qua email do mọi dịch vụ quan trọng đều phụ thuộc vào nó. Và mỗi người thường có 2 đến 3 email nhưng chỉ dùng một cái lâu dài. Vậy email đã ra đời như thế nào và tại sao ở Việt Nam từng có mốt cái gì cũng à còng? Để hiểu email ra đời như thế nào, ta phải quay lại một thời rất xa, khi máy tính chưa phải là vật dụng cá nhân phổ biến mà là một thứ to, cồng kềnh giống như máy cày hay là đầu máy hơi nước. Một trường đại học, một viện nghiên cứu hoặc một cơ quan quân sự thường chỉ có một máy tính trung tâm. Nó to bằng cả một căn phòng, chạy bằng băng từ, đèn nhấp nháy, quạt gió ầm ầm và tiêu thụ điện thì khủng khiếp. Con người lúc ấy không phải là mỗi người một máy như bây giờ mà phải xếp hàng để dùng chung một hệ thống. Ai muốn làm việc thì đăng nhập vào máy, gõ lệnh, chạy chương trình, xong rồi thì nhường lượt cho người khác. Và nếu muốn nhắn gì cho đồng nghiệp thì sao? Làm gì có chat, làm gì có inbox, làm gì có việc nhắn tin đã xem hay là chưa. Cách duy nhất là để lại một file ghi chú ở trong hệ thống, người kia đăng nhập thì đọc được. Nó giống hệt như việc dán một mảnh giấy lên bảng thông báo chung, không có khái niệm gửi đi, không có địa chỉ người nhận rõ ràng và không có bảo mật. Nó cũng giống như ta đặt màn hình nền và màn hình nền đó là tên của một thông điệp. Ví dụ, đọc xong chưa? Ai vào máy thì đều đọc được. Ở thời điểm đó chẳng ai nghĩ đến việc gửi thư điện tử, đơn giản vì máy tính chưa thể kết nối với nhau. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi con người nảy ra một ý tưởng táo bạo kết nối các máy tính lại với nhau. Cuối những năm 1960, giữa bối cảnh chiến tranh lạnh, Mỹ đã xây dựng một mạng máy tính thử nghiệm mang tên là ARPANET. Mục tiêu ban đầu không phải để chat chít hay là gửi thư tình, mà là để chia sẻ tài nguyên tính toán và đảm bảo thông tin không bị tê liệt nếu một điểm bị phá hủy. Lần đầu tiên trong lịch sử, các máy tính ở những thành phố khác nhau có thể gửi dữ liệu cho nhau. Và ngay khi điều đó xảy ra, một nhu cầu rất con người đã xuất hiện. Thì máy gửi dữ liệu rồi, thế còn người với người thì nói chuyện kiểu gì? Lúc này việc nhắn tin nội bộ trong một máy không còn đủ nữa. Các kỹ sư đã bắt đầu nghĩ đến việc gửi thông điệp từ người này ở máy này sang người khác đang ngồi ở máy khác. Vấn đề là chưa ai từng làm việc đó. Và đến năm 1971, công ty BBN, một đơn vị tham gia phát triển Internet, có một kỹ sư tên là Ray Tomlinson. Ông Ray Tomlinson này, ông ấy đã cải tiến phần mềm. Thay vì gửi file giữa các máy thì bây giờ phần mềm ấy cho phép gửi tin nhắn giữa người dùng với nhau. Kết quả lần đầu tiên trong lịch sử, một người có thể gõ thông điệp và gửi nó trực tiếp đến người khác ở một máy tính khác. Vậy là email đã ra đời. Email đã ra đời trong một buổi làm việc rất bình thường của một kỹ sư tò mò. Email đầu tiên gửi đi có nội dung gì? Chính ông Ray Tomlinson cũng thú nhận rằng ông không nhớ nổi. Có lẽ chỉ là vài ký tự ngẫu nhiên để test hệ thống. Nhưng dù nội dung là vô nghĩa, ý nghĩa lịch sử của nó không hề nhỏ. Một trong những vấn đề đau đầu nhất khi email ra đời đó là viết địa chỉ người nhận như thế nào cho rõ ràng. Trước đó, khi nhiều người cùng dùng chung một máy tính, chỉ cần ghi tên người dùng là đủ. Nhưng khi các máy tính bắt đầu kết nối với nhau, cách gọi này ngay lập tức gặp vấn đề. Ví dụ, Thanh gửi cho Thanh thì không biết Thanh ở máy nào gửi cho Thanh một máy nào. Vẫn là anh Thanh nhưng Thanh ở máy này hay Thanh ở máy khác thì nó cũng khác nhau, đúng không nào? Máy tính không thể đoán được nên buộc phải có địa chỉ. Ví dụ, người này đang ở đâu, ở trên máy tính nào. Lúc đó thì ông Ray Tomlinson mới cần một ký hiệu để ngăn cách tên người dùng và tên máy, tên địa chỉ. Ký hiệu đó phải không trùng lặp, ít chữ cái và ít xuất hiện trong tên riêng, và tốt nhất là có ý nghĩa để dễ hiểu. Nhìn xuống bàn phím, ông chọn dấu A còng ở trong tiếng Anh. A còng trong tiếng Anh có nghĩa là ở. Ví dụ Thanh A còng Hà Nội chẳng hạn, hoặc là Thanh A còng Gmail chẳng hạn. Thì đây là một cách viết rất tự nhiên, hiểu theo nghĩa đơn giản là người này đang ở Hà Nội hoặc người này đang sử dụng hệ thống email là Gmail. Không ai ngờ rằng lựa chọn tưởng như rất tình cờ ấy lại sống bền lâu đến như vậy. Suốt hơn nửa thế kỷ, giao diện email thay đổi, công nghệ Internet thay đổi, mạng xã hội ra đời rồi biến mất. Nhưng cái ký tự A còng vẫn nằm yên ở đó, trở thành biểu tượng mặc định của email trên toàn thế giới. Thực sự là cũng không có logo công nghệ nào giữ được hình dạng nguyên vẹn nửa thế kỷ, nhưng mà A còng thì làm được điều đó. Điều thú vị là ký tự A còng không chỉ tồn tại trong thế giới mà còn bước vào đời sống của Việt Nam. Vào những năm 2000, khi xe máy bắt đầu vào Việt Nam thì có một số mẫu Honda có ký hiệu A còng rất nổi bật ở trên thân xe. Người Việt khi đó không cần nhớ tên đời xe hay thông số, chỉ nhìn là biết xe A còng là xịn nhất thời đó, rồi là mũ A còng, quần A còng, áo A còng, vân vân và vân vân. A còng vô tình trở thành cái tên quen thuộc ngoài đường phố, gắn với một thời đại mà Internet bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam. Quay trở lại với email. Không phải email ra đời là nó hiện đại ngay. Email thời kỳ đầu không có giao diện, không có nút gửi, không có tiêu đề đẹp, không có những emo và tất nhiên là không có file đính kèm. Nếu muốn gửi email thì cũng phải khá là phức tạp, phải gõ đúng câu lệnh, nhớ chính xác địa chỉ máy và hiểu cấu trúc hệ thống. Cái việc này chỉ dành cho những người có kỹ năng và có kỹ thuật cao về IT mà thôi. Nó giống như việc nhắn tin bằng mã lệnh, không dành cho người bình thường. Email lúc ấy là công cụ của các nhà khoa học, kỹ sư, quân đội, những người đã quen với việc nói chuyện với máy tính bằng ký tự. Nhưng dù thô ráp, email vẫn có một ưu điểm cực kỳ lớn. Nó nhanh hơn thư tay, rẻ hơn điện thoại đường dài và chính xác hơn việc nhắn nhầm người. Email sẽ không trở thành toàn cầu nếu mỗi người dùng một kiểu khác nhau. Và bước ngoặt đầu tiên đến vào thập niên 1980 khi mà những giao thức chuẩn ra đời. Từ đây email không còn là câu chuyện riêng của một mạng nào đó, nó trở thành ngôn ngữ chung. Máy ở Mỹ bây giờ có thể gửi cho máy ở châu Âu, trường đại học này có thể gửi cho thư viện nghiên cứu kia. Đến những năm 80, những năm 90 thì máy tính cá nhân dần trở nên phổ biến. Mỗi người bắt đầu có một máy riêng và lúc này hầu như ai cũng đã có email của mình. Email đã rời khỏi phòng thí nghiệm, bước vào nhà dân, văn phòng và quán net. Và bây giờ thì những cái tên đã bắt đầu xuất hiện, những cái tên mà có lẽ chúng ta cũng đã gắn bó một phần không nhỏ ký ức của mình. Ví dụ như là Hotmail, Yahoo Mail và sau này là Gmail. Lần đầu tiên trong lịch sử, một người bình thường có thể gửi thư đi khắp nơi trên thế giới trong vài giây, gần như là miễn phí. Nhớ ngày xưa ra quán net mà lập được cái Yahoo Mail là cũng phải tốn công tốn sức hoặc là nhờ người ta lập. Sau này Google thì giao diện đơn giản và dễ hiểu hơn. Email đã thay đổi cả thế giới. Trước khi có email, con người làm việc rất đúng giờ và đúng chỗ. Đi làm là phải đến cơ quan, đến văn phòng. Muốn làm việc thì phải hẹn gặp trực tiếp, ngồi chung một phòng, nói xong rồi mới quyết được. Thông tin đi chậm, nhiều khi chỉ để chờ đủ người gặp nhau mất cả buổi. Công việc gắn chặt với hành chính, hết giờ là gần như hết việc, phần còn lại để hôm sau mà tính tiếp. Khi email xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đổi khác, đổi một cách âm thầm nhưng rất sâu. Công việc không còn bị nhốt trong khung 8 giờ ở một cơ quan nữa. Một cái email có thể gửi đi lúc tối, lúc khuya, sáng hôm sau người khác đọc và xử lý tiếp. Dòng công việc cứ thế nối dài và không có điểm ngắt. Văn phòng cũng không còn là một căn phòng với 4 bức tường mà là cái hộp thư đến. Mở email lên là làm việc được ngay. Email cũng khiến cho một người có thể gánh nhiều việc hơn trước. Một người có thể làm cùng lúc nhiều việc với khách hàng ở thành phố này, đối tác kia, đồng nghiệp ở múi giờ khác. Trước kia chuyện đó là không tưởng. Nhưng cái gì nhanh quá cũng có mặt trái. Khi email có mặt khắp nơi, ranh giới giữa làm việc và nghỉ ngơi bắt đầu mờ dần. Công việc theo bạn về nhà, nằm sẵn trong điện thoại, có thể hiện lên lúc tối muộn hoặc cuối tuần. Dù vậy, không thể phủ nhận một điều, email đã mở ra khả năng hợp tác toàn cầu mà trước đây loài người chưa từng có. Người ở hai đầu trái đất vẫn có thể làm chung ở một dự án, trao đổi tài liệu, ra quyết định mà không cần gặp mặt. Chính vì vai trò đó mà email không hề chết, dù chat và mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều. Chat sinh ra để nói chuyện nhanh, nói chuyện vui, hỏi han cho tiện. Email thì khác, nó là nơi lưu lại những thứ nghiêm túc hơn, công việc, thỏa thuận và thông tin chính thức. Nó giống như một cái hồ sơ số của mỗi người. Email còn là danh tính của bạn trên Internet. Muốn xin việc, mở tài khoản, khôi phục mật khẩu, xác nhận thông tin, gần như việc gì cũng cần email. Tin nhắn có thể trôi đi, mạng xã hội có thể đổi nền tảng hoặc thậm chí biến mất, nhưng email thì vẫn ở đó. Khi mình lập kênh YouTube này thì mình cần email. Khi mà bạn comment một cái nội dung này thì bạn cũng cần đến email. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.